Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tháng 10 năm 2019, ông Kamiyama Ryuji, 69 tuổi, bỗng phát hiện sự bất thường từ người con trai đang sống bên cạnh ông. Anh Kamiyama Jin, 39 tuổi, đã không có bất kỳ động tĩnh nào trong nhiều tháng qua. Khi ông Kamiyama Ryuji dùng chìa khóa dự phòng mở cửa căn nhà kề cận, thì bắt gặp cơ thể con trai đang nằm trên mặt đất. Anh ta đã chết, ngoài một vài bộ phận đang mục rữa, toàn bộ cơ thể gần như khô ráo. Ông lập tức báo cảnh sát. Trong quá trình giải phẫu pháp y, ông Kamiyama Jin được cho là đã qua đời từ 2 đến 4 tháng trước. Không thể xác định người chết có mắc bệnh hay bị thương trong lúc còn sống hay không, nhưng chắc chắn anh đã không ăn uống đầy đủ trước đó. Được biết, anh Kamiyama Jin sống gần gia đình, sống trong cùng một khuôn viên nhỏ và nhà riêng của anh chỉ cách bố mẹ chưa đến 1 mét. Vậy thì tại sao anh có thể chết trong cô độc và nhiều tháng sau người thân mới phát hiện ra? Tại sao anh lại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trước khi chết? Ông Kamiyama Ryuji có hai người con trai, người con cả cũng như những thanh niên trung lưu bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, đã tìm được công việc tốt và sớm sống tự lập. Trong khi đó, người con út Kamiyama Jin từ lúc học tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học không có gì đặc biệt. Dù vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng với tính cách hướng nội, không giao thiệp nhiều trong thời gian đi học, nên sau khi tốt nghiệp vài năm, hầu như chẳng còn ai nhớ đến Kamiyama Jin nữa. Tại Nhật Bản, các đơn vị tuyển dụng có một định kiến kỳ quặc với những người mới ra trường. Nếu không nhận được lời mời làm việc trước khi tốt nghiệp, thì sau này sẽ rất khó có được công việc ở một công ty tốt. Chính vì thế mà Kamiyama Jin không thể tìm được công việc phù hợp với mình, hoặc có làm thì anh cũng nhanh chóng xin nghỉ việc. Sau đó anh đến làm phục vụ tại một nhà hàng, nhưng thời gian làm việc cũng không kéo dài. Dần dần anh không còn muốn ra khỏi nhà, cũng không muốn liên lạc với người khác, cách xa xã hội và rơi vào hội chứng Hikikomori. Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng riêng, từ chối tham gia vào các hoạt động xã hội và gia đình trong thời gian dài, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình. Ở Nhật Bản, có khoảng 1 triệu người đang mắc phải hội chứng Hikikomori, không còn khả năng đối mặt với xã hội, không đi học, đi làm, chỉ cần ăn uống ở mức tối thiểu trong phòng, xem phim và chơi điện tử. Bất lực với con trai, ông Kamiyama Ryuji và vợ giấu tình trạng của con út với những người xung quanh. Họ quyết định áp dụng một cách mà họ nghĩ rằng sẽ có hiệu quả. Không cho tiền, không cung cấp 3 bữa ăn trong ngày và không đụng vào cái ổ của con trai. Họ nghĩ đến khi nào anh không chịu được nữa thì sẽ phải tự bước ra ngoài. Nhiều năm trước, khi còn đi làm, Kamiyama Jin có để dành được một khoản tiết kiệm. Và đến thời điểm này, khi bố mẹ đã cắt lương thực để ép anh ra ngoài, anh đã dùng nó để đặt mì ăn liền qua mạng. Hai căn nhà cách nhau 1 mét nên dù không có sự tương tác với nhau, cặp vợ chồng già vẫn kiểm soát được các hoạt động của con trai thông qua tiếng bước chân hay tiếng nước chảy. Tuy nhiên, sau một mùa hè, đôi vợ chồng Kamiyama nhận ra họ đã không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào trong hơn một tháng vừa qua. Lúc này, ông Kamiyama Ryuji mới vội dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Đây là lần đầu tiên ông mở cửa căn nhà con trai trong nhiều năm qua. Nhưng thứ đập vào mắt ông trước hết là xác chết của con trai. Một số chuyên gia phân tích rằng người quá cố đã ăn mì gói liên tục, gây ra tình trạng suy dinh dưỡng trong một thời gian dài. Trước khi chết, Kamiyama Jin có vẻ như đã không ăn uống gì trong nhiều ngày, dẫn đến dạ dày trống rỗng. Cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng chặt nên ruồi nhặng không thể bay vào. Máy điều hòa luôn được mở, căn phòng khô ráo, chất lỏng từ xác chết được hấp thụ bởi tấm chiếu rơm nên không chảy lan trên mặt sàn. Tất cả điều kiện trên đã khiến thi thể của anh Kamiyama Jin không phân hủy nhiều mà trở thành một cái xác khô và không có mùi khó chịu. Do đó, bố mẹ anh dù ở căn nhà kế bên cũng không thể nhận ra sự bất thường sớm hơn. Hai vợ chồng già Kamiyama Ryuji luôn hy vọng có thể thay đổi được con trai, có thể thức tỉnh con trai và giúp con tái hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, người con thà chết trong cô độc còn hơn phải tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
Có lẽ đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn cách sống không làm phiền đến bố mẹ, không gây rắc rối cho bố mẹ. Annette Kellerman, sinh năm 1886. Khi mà phụ nữ phải mặc quần áo len nặng trịch đến bãi biển hoặc những đôi vớ kéo cao che kín đôi chân. Sau này cô trở thành vận động viên với kỷ lục bơi lội không một đấng mày râu nào sánh bằng. Annette chính là người tiên phong trong việc mặc đồ bơi bó sát người và kiểu dáng đẹp trong các cuộc thi bơi lội, thậm chí là những lần đối đầu với đàn ông trên đường đua xanh. Annette không chỉ vượt qua những rào cản định kiến dưới nước mà còn gặt hái được rất nhiều thành công trên màn bạc Hollywood. Đúng thật như vậy, bởi vì Annette sinh ra với đôi chân khá yếu, đến nỗi cô phải nhờ vào cặp nẹp bằng thép để có thể đi lại một cách vững vàng. Bố mẹ Annette đều là những nghệ sĩ âm nhạc sống tại thành phố Sydney, Úc, đã khuyến khích con gái đi bơi để nâng cao sức mạnh đôi chân. Và thế là chỉ trong vòng một thập kỷ, Annette đã trở thành một vận động viên bơi lội với nhiều thành tích đáng nể. Chỉ có những người tàn tật mới hiểu được sự phấn khích mãnh liệt trong trải nghiệm của tôi. Sau khi biết bơi, tôi đã bơi mọi lúc, mọi nơi, Annette nhớ lại. Thời thiếu niên, Annette đã lập nên kỷ lục trong bộ môn bơi lội dành cho nữ giới ở New South Wales vào năm 1902. 3 năm tiếp theo, cô liên tục gặt hái nhiều thành tích trên đường đua xanh và lập kỷ lục rồi lại tự mình phá vỡ nó. Không chỉ có vậy, Annette còn đánh bại không ít đối thủ nam trong cuộc đua xuôi dòng sông Seine trong nỗ lực bơi qua eo biển Munster. Năm 1907, trong chuyến đi tập huấn cho đường đua dài hơn 20 km sắp tới ở biển River, thành phố Boston, Mỹ, Annette đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy những bộ đồ tắm của phụ nữ ở đây. Thế là Annette trở thành nhân vật nổi bật nhất tại đây với bộ quần áo bó sát trên người, không che kín tay và chân của cô. Chính vì lẽ đó nên một số du khách ở đây đã gọi báo cảnh sát, khiến Annette lập tức bị bắt giữ vì mặc trang phục không đứng đắn. Lúc này bộ đồ bơi của cô nhận được rất nhiều sự chú ý và thậm chí còn được xuất hiện trên các trang báo. Trong một cuộc phỏng vấn, Annette đã giải thích rằng việc tôi bị bắt ở Boston đã trở thành đề tài trên mặt báo Mỹ và đó là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng, quan tòa đưa ra phán xét cuối cùng, xác định Annette có thể mặc đồ bơi như ý muốn nhưng phải đảm bảo khoác áo choàng che chắn cơ thể trước khi xuống nước. Sau đó, Annette tiến hành bán đồ bơi ở Mỹ với tên gọi Đồ bơi Annette Kellerman Sunkist. Trong cuốn sách được xuất bản năm 1918 của Annette, cô đã đưa ra quan điểm rằng nước nặng hơn không khí 700 lần và bất kỳ loại vải nào xuống nước cũng bị lực nước kéo xuống và làm cho nặng như một chiếc cối xay gió. Sau lần bị bắt ấy, Annette càng thêm nổi tiếng. Năm 1908, một giáo sư của Đại học Harvard có tên là Dudley Sagan đã tìm đến Annette và ngỏ lời cô giúp đỡ hoàn thành một nghiên cứu của ông, nội dung khá khó tin nếu so với những chuẩn mực xã hội thời đó. Giáo sư Dudley đã tiến hành lấy số đo của hàng nghìn phụ nữ để tìm ra người phụ nữ hoàn hảo. Được biết, Annette là người có kết quả số đo cơ thể gần như hoàn hảo nhất, nhưng khi đó cô lại cảm thán, chỉ từ phần cổ xuống mà thôi. Lúc này Annette đã là một nữ doanh nhân thành đạt và nắm rõ thị trường nên cô đã sử dụng danh hiệu người phụ nữ hoàn hảo để phát triển sự nghiệp. Trong một quảng cáo dài năm 1912, người ta từng viết: người phụ nữ hoàn hảo Annette Kellerman đã mang và giới thiệu đôi giày hoàn hảo De La France. Nhờ vào danh hiệu này mà Annette có cơ hội gia nhập sân khấu nhạc kịch và tham gia diễn xuất trong một vở kịch có tên Người phụ nữ hoàn hảo. Sự nổi tiếng của cô được nâng lên một tầm cao mới nhờ vào việc đi tour khắp thế giới. Ngoài ra, Annette còn được biết đến với biệt danh Nàng tiên ca Úc nhờ vào nỗ lực quảng bá bộ môn bơi lội và các thành tích đáng nể trong lĩnh vực này của cô. Thời điểm bikini ra đời vào những năm 1940, phóng viên của Globe đã tìm gặp Annette để xin ý kiến. Nhưng bất chấp bản thân từng phá vỡ rất nhiều định kiến về trang phục đi biển và đi bơi, cô không khỏi đỏ mặt với bộ đồ hai mảnh kia. Sáng tạo ra bikini là một sự sai lầm, chỉ 2 trong số 1 triệu phụ nữ được mặc nó, Annette nhấn mạnh. Khi được hỏi vì sao lại bênh vực đồ bơi liền thân, cô trả lời: bikini quá hở hang khiến đôi chân trở nên xấu xí dù là người đó có sở hữu một thân hình đẹp đến đâu. Năm 1970, Annette trở về Úc với chồng và tiếp tục bơi lội cho đến khi qua đời ở tuổi 89.